mời chú Mười nán lại sân khấu để chúng ta cùng trao hai chiếc xe Camry cho hai khách hàng đã ủng hộ và có sản lượng lớn trong năm 2019. Và xin được trân trọng kính mời hai vị khách hàng Đinh Văn Căng và Nguyễn Văn Vũ tiến lên sân khấu ạ. Những khách hàng đã đồng hành và ủng hộ cho tập đoàn Hoàng Long cũng như công ty thức ăn thủy sản Cây Công trong suốt thời gian vừa qua. Em xin được mời phía ban tổ chức, chúng ta hãy mời đại diện khách hàng mình tiến lên để có thể... Dạ. Vậy là khách hàng Đinh Văn Căng đã có đại diện phía trên sân khấu. Nguyễn Hoàng Vũ, xin được mời khách hàng Nguyễn Hoàng Vũ. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều. Và đây là sự gắn bó mà tất cả các khách hàng đã đồng hành với công ty Hoàng Long và giải thưởng rất giá trị xe Camry 2.0. Một lần nữa xin được chúc mừng.